drop test thử DS. Coi có chán không? Đây là cái bản sườn Madon Gen 7 Project One, mà còn là cái bản màu đầu tiên của Việt Nam nữa chứ. Vậy mà kêu tôi drop test, coi có chán không chứ? Nhưng mà các bạn thích thì shop sẽ chịu. Giỡn thôi, chứ drop cái gì mà test. Sườn carbon chính hãng thì ai còn drop test làm gì cơ chứ. Anh ơi, quăng giùm em cái sườn. Và đối với khung sườn carbon chính hãng như thế này á, thì chúng ta sẽ được hưởng chế độ bảo hành 1 đổi 1. Khi xảy ra bất kỳ cái trường hợp như là bị nứt gãy hay là bị chốc sơn gì đó, Trek sẵn sàng đổi cho các bạn một cái khung sườn mới luôn. Ví dụ như đây là cái khung sườn Project One, nhưng mà nó là Gen 6. Chúng ta sẽ được đổi sang cái khung sườn Gen 7 với công nghệ Isoflow. Chơi là phải nhẹ đầu chứ đúng không?